Rồi hôm nay cho bà Phi chào tất cả các bạn nha. Nay giờ này cũng chín mấy trưa mình đi vớt ốc lát các bạn. Giờ mời các bạn cùng theo chân ba Phi hành trình vớt ốc lát nha, mình đi xuống hướng dưới. Đi hai đứa. Hôm nay mình đi cũng có hot girl nữa nha các bạn. Với em Linh, với hai đứa cháu. Hot girl lại. Đó, trên đường đi. Đây là mình đi bây giờ tới ngã ba đó, mình lẹo vô đi xuống dưới đi bộ xuống cũng khoảng 15 phút nha các bạn mới tới bờ sông. Tới bờ sông là mình sẽ vớt ốc lát nha các bạn chứ không phải là ốc Pháp nha. Đây là dừa nạo các bạn. Đây là ở dưới đây là người ta bữa nay cắt dừa nào, đốn dừa nào bán các bạn. Đây là đồng dừa không à. Cái vừa trái nào trái trà bá luôn á mấy bạn. Có anh đang đẩy đẩy dừa ra các bạn. Dừa nào nay nay nhiêu chục chú? Dừa nào nay nhiêu chục? Không biết con chú nữa. Dạ. À, đây là rau má biển các bạn, cũng chia sẻ cho mấy bạn biết nha. Từ đó giờ rau má biển này hình như ăn cũng được nhưng mà nó hơi nhẵn nhẵn các bạn. Ăn cũng được. Bữa bữa, bữa nay hả? Bữa nay ẩn bán dừa nào hả? Đây là ẩn kinh Tân Châu Gà Tre các bạn. Nay bán dừa như được nhiêu chục? 50.000 chục. Vậy là nay ngon ha, nay ở nhà là có tiền ha. Đây là ẩn kinh Tân Châu Gà Tre chắc các bạn không biết nhiều các bạn. Không, cái đây người ta quẹo. Rồi mình đi nha ở. Đó giờ tới điểm dứt ốc các bạn, con ốc nó nổi lúc nãy các bạn. Đây là. Nè. Đó, ốc đã không? Con đầu tiên nè. Nè con đầu tiên các bạn. Ốc này đúng là ốc lát nha các bạn. Ốc lát trầm trầm nha các bạn. Đi lên gúp trên này coi có gì nữa không. Có cua nè. Có vậy có vậy. Nó nổi bong bóng nè, có cua nè. Nhờ tiếp mấy chú. Bông này bông lục bình các bạn. Đẹp không mấy bạn? Lục bông bình này coi xong. Cái cây lục bình này mình nấu canh chua ăn được không mấy bạn? Đây là cầu hỉ các bạn. Đây là rau ngổ các bạn, rau ngổ với lục bình, rau ngổ quá ngon luôn. Rau ngổ ngổ đang cũng tốt lắm cho sức khỏe nha các bạn. Cũng là bài thuốc à. Các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó. Đây ốc lát chánh tông nha các bạn. Ốc lát rặt luôn á. Chứ không phải ốc thiên nhiên các bạn. Quá đã không? À, cái bao này hơn trứng 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 gì con này của anh cắt cỏ anh mới bắt cho các bạn đó chú cắt cỏ cho bò làm gì chú bò ăn lục bình luôn hả bò ăn lục bình luôn các bạn mới biết à, hôm bỏ cho hơn mới làm xuống đó thì đổi hướng một lần á nó mọc lên nó à, cảm ơn ôi mà như Thành có đặt bẫy rắn nữa phải không vậy sao không lấy bẫy ra gài chắc có bữa nào đi trễ thì chắc cái này nè nó dính dính hổ hành hổ hổ, hổ mày mà chắc đây đâu có hổ đất hổ mang đâu hả mà sao dí nó không kịp làm sao có mình mày à có mình mày à uổng ha còn là kia máy cũng ngon rồi hân đi thịt kia đi đừng lên đây hân đi được đâu cua đầu bắt
Có thì nó nằm ở cỏ. Có mà ít. Lấy ra đẩy dẹt mèo á. Hân lấy bỏ vô bịch Hân. Ủa đá dữ ta. Bắt bằng ngày hay bằng đêm? Đã dưới ta 2 kg hả? Bắt bữa đó đụng cái cá thùng luôn. Đó anh này anh chia sẻ anh bắt lần 2 kg nha các bạn. Ngon dữ ha. Đó về. Tại vì dẫn mấy này chủ yếu em làm đi dân giả quay video. Làm video chơi giải trí. Sao? Làm gì? Ừ. Thấy liền. Thấy không? Phải nói không? Không phải. Con ghê chứ. Cảm ơn. Ở đây có mèo nữa. Hơn cái bạch đâu Hơn? À, hình như ở ngoài kia có con. Tại hồi để anh vớt anh thấy. Hình như có con các bạn. Chết mẹ. Hai con là mà vớt đại đi. Ôi cái này là không phải ốc lát nha các bạn, này ốc bu vàng các bạn mình thả nha. Nè các bạn thấy cái đít không? Ốc bu vàng á. Thả. Ốc lát mình mới bắt nha các bạn. Má xảy đèn con. Đây có quyền ao sen các bạn. Nè kêu Vy lên đưa giọt lại Vy. Đó các bạn thấy không? Rất vô Vy. Từ từ. Đó, ốc lát chín chín đông nha các bạn. Con quá bự. Nè bên đây nè. Đâu? Đó. Không phải. Giỡn nghe nãy giờ đi qua mắt rồi. Này quyền ao sen luôn. Quyền ao sen này trước mình tính nó nuôi cá mấy giờ còn nuôi không? Muốn ăn bắp sen quá. Này xuống. Con bắp hả? Cái queo à. Ở ngoài kìa mấy tươi. Này cái nước xuống ai là lấy về hồng bắp gỏi với ốc lát. Hân lại gì vậy anh? Hân đưa giọt lại đây. Ủa rồi bữa nay anh không có làm à? Đồng nào? Tùng à ông má anh hay tùng hả? Không cũng không biết là từ sáng cũng không có xuống nhà ông nữa. Bộ làm chung với ông hả? Sao biết ông? Không lâu mà. Ốc à Hân, chú cho con. Quyên đầm lầy ao sen các bạn.
Hân bơi hơn, nhảy xuống bơi hơn. Không, dưới là lên sưng hân thuốc mình mẩy luôn á. Ngồi cua vào ngày bắt gì? À Hưng đem 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 giọt lại đây Hưng ơi. Thì bà không còn các bạn thấy không? Đó. Đó con nó đang nổi mài các bạn. Thấy thấy không? Không. Rồi đây nè. Nè các bạn, mà các bạn để ý nghe ngay chỗ đầu giọt nha. Nó nổi lên tượng cục rác, mà thực tế không phải cùng cùng rác nha các bạn, đây hai con nữa. Đó các bạn thấy đã không? Khoan từ từ để Út kiểm tra lại coi. Luôn. Qua đây chị bơi. Các bạn, qua đã không các bạn? Này các bạn thấy phân biệt dễ dễ không? Con ốc lát là đít nhọn liễu nha các bạn, còn ốc pháp nãy mình đưa lên là đít bằng phẳng nha các bạn. Các bạn nhớ lưu ý điều này nha. Cầm cầm ốc như bỏ vô luôn hơn. Nè nè hơn đây đây nữa này hơn. Đây đây. Cũng nhớ chưa? Này trước. Quá nhiều các bạn. Này có cái càng cua hay gì? Okay. Mẹ lấy bỏ bỏ vô bịch đi Hưng, để nặng giọt. Quá đầy nhiều quá các bạn ơi. Đầy quá quá nhiều các bạn. Nè Ninh ơi, cái ủa cái giọt này dài hả? Có còn lúc ngoài kia xa quá các bạn. Thôi đợi Ninh vớt đi, qua đây vớt con này coi. Không nắm tay vớt được. Các bạn là hành thành quả là được nhiêu đây các bạn. Bịch không đủ phải lấy cái lá sen luôn á. Lấy lá sen đựng các bạn. Quả sen. Rồi giờ trên đường đi về các bạn. Như đó cũng đủ rồi. Còn nếu mà có gặp nữa thì vớt. Đây là miệt vườn này ở nhà quê mấy người ta kinh doanh bằng dừa sống nghề dừa các bạn. Anh này anh leo mua dừa.
Đây là chú mua dừa hả? Không à, không mua dừa, tôi thu mua. Thu mua thì lái lái mua dừa. Ủa chứ. Đủ mà. Quay lên clip chắc đủ mới là lại luôn. Ơi, không có đỏ xin giới thiệu đó không là luôn. Đây nãy vừa nãy có gặp chú đó ngoài rồi. 42 rồi nha. Cái đó là Thằng Hải. Clip quay hàng này luôn. Ủa hôm nay là mua nhiêu chục chưa chú? 72.000 thôi là lẻ. 72.000 chục hả? Ừ. Có mua dừa không? Có. Dừa nhân nhiêu chục? Dừa rẻ hơn. Sao dừa dứa rẻ hơn? Tại nó không thơm. Không thơm hả? Dứa mà không thơm. Ừ. Rồi đi với cáo mà gặp mấy anh chú đồ đống dừa các bạn. Mình chia sẻ về ngành dừa chút xíu các bạn. Hôm nay là với cái ốc lát buổi sáng của mấy anh em ba phi buổi sáng được như đây các bạn. Đó, nào nói khủng không các bạn. Nè ốc lát nguyên thủy nha các bạn, ốc thiên nhiên nha. Các bạn thấy đít nhọn liễu không? Các bạn phân biệt rõ ràng cái con ốc Pháp, các bạn tỉnh bắt lên thử rồi. Cái con ốc Pháp là cái đít nó không được nhọn nhiều nha các bạn. Đó, này giờ chuẩn bị là mình bắt về mình làm, mình để đó chưa biết làm gì ăn nha các bạn. Để từ từ nếu mà mình có làm ăn mình sẽ quay clip cho tất cả các bạn coi. Rồi tới đây ba phi giờ tạm biệt tất cả các bạn nha. Nếu mà thấy hay cho subscribe, like và chia sẻ các bạn. Thank you.